Chó. Anh. Làm em hết cả hồn. Anh định thừa cơ thả cần bắt cá phải không? Ồ, thế anh có phải cái cần câu đâu mà em ôm chắc thế. Tại chó nhà lão Mộc nó đuổi theo anh càng chạy nó càng đuổi. Mà hôm nay có việc gì em lại muốn gặp anh ở đây? Thế cứ có việc thì mới gặp à? Mùa ơi, trăng hôm nay vẫn giống trăng tháng trước nhỉ? Cứ ngày này là vẫn méo. Giời ơi, trăng không đảo chẳng như hôm nào. Kệ nó, thế mùa gặp anh có việc gì? Ngày mai thầy em mở hội thi kén chồng cho em đấy. Ui, thế là cuối cùng phụ ông cũng cho mùa đi lấy chồng mà. Anh nghe em nói đi này. Ừ, mùa cứ nói đi. Không chỉ riêng anh, mà tất cả đàn ông trai tráng trong làng ai cũng có thể tham gia được. May mắn quá. Ai mà làm vừa lòng thầy em, thầy sẽ gả em ngay trong Tết này đấy. Sao lại gả vội thế? Thế anh có muốn em trở thành vợ của anh không? Ui, có. Điều đó thì còn phải hỏi. Nếu anh không muốn em trở thành vợ của người khác, anh á phải làm cho thầy nổi giận đấy. Hả? Nổi giận? Anh có hiểu không? Hiểu. Bao giờ cho chuối có cành, cho sum có nụ, cho hành có hoa? Bao giờ cho kỳ cải hoa, cho voi đánh sát, cho gà nhuộm răng? Bao giờ cho đèn tháng ba, hãy cắn cổ đoàn tha ra ngoài đồng? Hùm nằm cho lợn liếm lông, quả hồng mong nuốt lão bà 80. Nắm xuôi nuốt trẻ lên 10, cho giò chai rượu nuốt người lao đao. Lúa mạ nhảy lên ăn bầu, quả lơn cỏ lá xình mờ bắt trâu. Gà con đuổi đánh chiều hồng, chỉ vì đánh đuổi vỡ đầu vô nông. Bao giờ lừa được phụ ông, bán cho ông dân gà trông cho con. Trần khoe sắc cho trăng ghé sát nơi đây, dưới gốc đa ta cùng cuội xung vầy. Xuân ơi xuân đến chưa xuân, cho mây vẫn thành đôi cánh, đưa ta bay đến muôn nơi, đưa ta lên chân vẫn ông trời. Bao giờ cho chuối có cành, cho xuân có nụ, cho hành có hoa? Bao giờ cho kỳ cải hoa, cho voi đánh sát, cho gà nhuộm răng? Bao giờ cho đèn tháng ba, hãy cắn cổ đoàn tha ra ngoài đồng? Hùm nằm cho lợn liếm lông, quả hồng mong nuốt lão bà 80. Nắm xuôi nuốt trẻ lên 10, cho giò chai rượu nuốt người lao đao. Lúa mạ nhảy lên ăn bầu, quả lơn cỏ lát xình mờ bắt trâu. Gà con đuổi đánh chiều hồng, chỉ vì đánh đuổi vỡ đầu vô nông. Bao giờ lừa được phụ ông, và cho ông giận gà trông cho con. Kén rể đây! Kén rể đây nào! Vào đây! Mấy ông này xếp hàng vào! Đứng yên đấy nhá! Kén rể nào! Kén rể đây! Vào đây! Ừ! Nào! Hả? Cút! Ôi giời! Này! Tình hình thế nào? Chỉ vậy thôi! Hả? Tôi tắt lão ta! Đỏ cái tay! Nổ đơn đoán mồm! Mà con thua gì đâu! Vẫn cứ cười khí! Thế à? Mà tôi nói thật nhá! Đến bố tôi sống lại cũng phải bó tay lão ta. Không tin mà thử mà xem.
Sau thế này tao sẽ cho mày ổ lồng chi nhá. Ôi giời, cho khoang trời không nhìn gì à? Ngươi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn à? Dạ đúng ạ, không nhìn thấy Thái Sơn ạ. À? Bẩm quan ơi, con mải ơi, chuyện chim của con qua, cho nên con không nhìn thấy quan lớn ạ. Hóa ra ở đời cũng có kẻ yêu chim hơn dân như ta cơ. Thế giống chim của nhà ngươi nó là giống gì? Giống gì? Dạ, bẩm quan lớn ạ, chim của con là loại chim thường dân, chắc cũng không quý bằng chim của quan lớn đâu ạ. Chim nào mà chả là chim? Lý Dọc, dạ, mang cái lồng chim này về cho tao. Người, đưa đây. Bẩm quan lớn ạ, người như ngài phải chơi cái giống phượng hoàng lửa mới xứng với tầm của ngài. Chứ con chim này thì bỏ bèn gì ạ? Người nói gì? Có cái giống chim đó à? Dạ vâng. Sách dạy rằng quý lắm đấy ạ. Rồi, trước tiên ta cứ xung công chim người đã. Còn phượng hoàng lửa ta sẽ tìm sau. Mà nhà ngươi đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy? Đi đâu? Dạ, chả đâu gì con lớn. Con đi thi kén rể. Ngươi đi kén rể? Mà con cái nhà nào vậy? Dạ, con gái phu ông ạ. À mà thôi, con xin phép con lớn con đi kẻo nguồn thờ thi ạ. Con gái phu ông à? Mẹ cha, sao nó không cho mình biết nhỉ? Được, cứ đợi đấy. Dạ. Nào, con ai thi nữa thì vào nốt đây, kén rể đây. Ôi dồi ôi, thầy có đau không? Thầy đừng giận nhá. Đau gì? Bình thường. Thầy chỉ buồn, không hiểu tại sao cái đám thanh niên làng mình toàn thuận tay phải con ạ. Thì sao ạ? Đây. Dạ. Dạ. Bẩm ông ạ. Ông có vẻ mệt rồi đấy. Mệt gì? Đau nó là nghề của ông rồi. Mày cứ cho vào thi tiếp đi. Dạ. Nó có con vợ không? Cái gì? Lão mà cũng đến đây thi á? Thì lão đến đây kén vợ chứ sao? Mà có ai quy định tuổi tác đâu, có phải ông bà không? Lão thấy mình 80 năm vẫn chạy tốt. Thế thì mời ông cứ thử. Khoan, thuận tay trái hay tay phải? Thuận tay trái. Tốt. Nô. Dạ. Mau chuẩn bị ông cho nó đấy. Dạ. Lão già rồi, không mạnh chân mạnh tay như bọn thanh niên được. Ta có cách của ta. Ôi trời, từ từ, cách gì dài dòng quá. Làm đi. Cứ từ từ. Đâu có đó. Trông như dế mèn. Trên trời có đám mây đen, ở dưới mặt đất có thằng phú ông điên khùng. Trên trời có một vì sao, ở dưới đất có mình tao. Anh hùng điên khùng thì mặc điên khùng, ta đây vẫn tỏ anh hùng hiên ngang. Điên khùng mà gặp anh hùng, phú ông mày sẽ ngồi không có điên. Lão già kia. Được rồi hả? Hay quá. Đoạn vừa rồi hay quá, nhưng mà còn thiếu. Về nhà làm thêm đoạn nữa nhá. Đi đi. Dạ. Nhìn gì mà đòi cảm ơn ta thế? Dạ, dạ. Cháo đi mà húp. Nè, nghe thấy gì chưa? Cho đứa khác vào xem nào. Trăm, trăm. Anh đâu? Con chào ông mà. Dạ bẩm ông. Sao? Từ khi biết chăn trâu đến giờ, con chưa thấy cuộc thi kén rể nào mà
kỳ lạ như cuộc thi này à? Chuyện bình sinh ta chưa biết giận ai bao giờ. Ta thừa tiền lắm của, ta giận người ta để làm gì? Ai? Cho nên bây giờ ai mà làm cho ta giận, lập tức ta sẽ gả con gái của ta cho người đó. Ông chắc chưa ạ? Ta chưa bao giờ nuốt lời cả. Được. Các bác xem nhá. Nhìn này. Này. Ôi trời ơi. Ông. Ông có sao không ạ? Thì có đau không ạ? Không sao. Không sao. Không sao. Anh Trâm. Mùa, hôm nay có việc gì mà Mùa lại ra gặp mà Mùa gặp anh? Lại có chuyện gì? Người ta trốn thầy mãi mới ra được đây đấy. Mùa, anh cũng muốn gặp Mùa mà. Em là em không thích cái cách mà anh sáng đi làm với cả thầy đâu. Anh cũng quen chân đấy mà. Cái quen chân của anh suýt nữa làm cho thầy em mất một mắt đấy. Mùa, anh xin lỗi. Mùa. Lại đây em bảo. Hả? Lại đây. Cái gì? Được không? Phú ông ơi! Ai Phú ông ơi! Phú ông ơi! Phú ông! Ôi giời, cái thằng này! Anh Nô! Mày làm cái gì mà bảnh mắt ra mày đã làm ầm ĩ cả lên thế? Phú ông đâu? Còn đang ngủ há mồm trong kia kìa! Làm sao? Anh Nô! Việc em với Mùa, anh phải giúp em làm quân sư đấy! Họ hàng với nhau, anh không giúp chú thì còn giúp ai? Vậy thì từ nay em sẽ tôn anh là Giang Cát Nô tiên sinh. Giang Cát Nô tiên sinh. Chú đừng đa lễ. Dạ. Xét về tình trường ấy mà. Dạ. Chú thử nhìn làng trên xóm dưới. Dạ. Có ai lắm mưu nhiều kế như tôi không? Thế sao bác cứ đi ở cho nhà phú ông mà không chịu lấy vợ nhỉ? Thì sao ạ? Đòi được tiền công xong thì mình tính. Dạo ấy bác đi ở mấy năm tiền công còn chả đòi được, tính toán cái nỗi gì? Nô cắt ra chú. Dạ. Chú lại động vào nỗi đau của anh rồi đấy nhá. Dạ. Mẹ cha nhà nó. Rồi sẽ có ngày. Chú vừa phong anh làm cái gì nhỉ? Dạ. Giá Cát Nô tiên sinh. Sẽ có ngày Giá Cát Nô tiên sinh này sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Anh Nô này. Em bảo bây giờ nhá. Anh. Được. Cứ thế nhá. Quay nhỉ, dầu hết ca rồi. Cái gì ấy? Đi đâu đấy? Dạ, bẩm ông, con ngăn mãi mà không được ạ. Nó cứ đòi vào gặp ông ạ. Ôi, Trâm đấy à? Dạ. Thế có việc gì mà đến sớm vậy? Dạ, bẩm ông, quả thực làm phiền giấc ngủ của ông, con cũng thấy áy náy lắm. Thế nhưng mà ông cứ cho con trình bày xong rồi ông làm sao? Ngủ tiếp ạ. Được, mày cứ nói thoải mái. Dạ, bẩm ông, con muốn đến đây để Để cái gì? Cứ nói.
làm công cho nhà ông ạ. À. Thế à? Dạ. Nô này. Dạ. À, ngày trước lúc mà đến ở nhà ông ấy. Vâng. Thì à, ông có nói với mày, sau này nếu à, ông kiếm được thằng nào hơn mày. Dạ. Thì ông sẽ không phải trả tiền công cho mày. Đúng không? Dạ đúng ạ. Thế thì từ bây giờ thằng Trâm sẽ đến đây làm thay cho mày, được không? Dạ, con đội ở đâu ạ? Này. Dạ. Ông không trả tiền công cho mày mà mày có vẻ vui nhỉ? Dạ, bảo ông đấy là tại vì ông giữ lời hứa. Ông chấp nhận. Dạ, đội ơn ông. Dạ, con đội ơn ông ạ. Này. Dạ, chuẩn bị hành lý rồi lên đường cho sớm. Con ạ. Dạ. Dạ, con chào ông hả? À, đây đây. Ui, tốt bụng quá. Ai tốt bụng? Dạ, dạ, phú ông tốt bụng. Này, dạ, lại ông dặn. Dạ, dạ. Ông bảo. Dạ. Ông rất ghét những đứa nào ăn nói bộp chộp, không có đầu có cuối. Rồi thiên hạ chê cười ông là không biết dạy dỗ kẻ ăn người ở. Cho nên từ bây giờ trở đi, mày nói năng cái gì cũng phải có đầu có cuối, cũng phải thưa gửi đàng hoàng, rõ chưa? Nói năng có đầu có cuối, thưa gửi đàng hoàng ạ. Thôi xuống dưới bếp ăn tạm cái gì rồi chuẩn bị đồ cho ông đi săn nhá. Dạ thưa ông. Vâng ạ. Được ăn cơm rồi. Bố mày chứ, để xem thằng nào lừa được thằng nào. Thằng Trâm đâu? Thằng Trâm đâu? Con ạ. Ồ hay. Thế mày làm cái gì mà nhồm nhoàm thế à? Mà ông ăn ít khoai mới ít cơm nguội. Mày chưa làm được cái gì đâu mà ăn hơi nhiều đấy nhá. Ông bà con. Sao? Mày nói cho nó đàng hoàng. Mồm mày làm sao thế hả? Đậu ông. Quả cà. Giời ạ. Mau chuẩn bị đồ đạc. Ông với mày đi săn. Dạ. Bẩm ông, con vót sẵn cung. Rồi uốn dây thêm cả tên. Dạ. Bẩm ông. Sao? Con mang theo ít dây thừng phòng khi ông bắn được hổ á. Úi dồi ôi. Hổ á? Dạ. Tao mà bắn được hổ á? Vâng. Có khi cháu bắn được hổ thật. Thế thì mau chuẩn bị đồ đạc nhanh lên. Dạ. Bẩm ông ạ, con vẫn nhớ lời ông dặn con lúc con mới đến. Ăn nói phải có đầu có cuối, có trước có sau ạ. Tốt. Cứ đàng hoàng, từ tốn nhé. Yeah. Dạ. Con xin trình bày với ông việc này ạ. Cứ nói. Bẩm ông, con tằm nó nhả ra tơ. Người ta đem bán tơ cho người tàu. Văn hòa quá. Người tàu lại dết tình the. Dạ. Sao? Xong người tàu lại đem bán cho người ta. Tao biết rồi. Dạ. Ông ra chợ mua the về may áo. Tao biết. Hôm nay ông mặc cái áo mới. Tao biết rồi. Ông lại ngồi hút thuốc. Đàn thuốc rơi vào áo ông. Dạ. Cho nên áo ông bây giờ đang bị sao? Cháy ạ. À? Chả sao. Vâng. Ôi trời ơi, mẹ cha cái thằng kia, áo của ông bị cháy, sao mày không bảo ngay, lại còn vòng vèo mày làm gì hả? Dạ bẩm ông, con nghe lời ông là ăn nói phải có đầu có cuối nhá. Thế à? Vâng ạ.
Không sao. Không sao. Trâm này. Dạ. Mày dạ. Được lắm. Dạ. Con chó nhà ông nó bị ốm. Vâng. Hôm nay mày làm chó thay nó nhá. Con làm chó à? Ừ. Có làm được không? Dạ bẩm con. Con sao? Làm không? Thôi ông bảo sao thì con xin nghe vậy. Tốt. Chùa cho nó to lên. Nhanh lên. Ông bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Mày làm chó mày sủa cho nó đàng hoàng. Ông buồn cười. Chó làm sao mà đàng hoàng được. Thì mày phải sủa cho nó giống chó. Ông ơi. Ông. Ui bắn bắn. Ui kìa kìa. Ông bắn bắn. Bắn đi. Bắn. Bắn. Dạ. Mày im ngay. Thôi. Chạy bố nó rồi. Trúng rồi. Thôi. Dạ. Người bắn ấy là chó bắn ấy. Dạ bẩm người bắn đó. Thế mà chó cứ kêu ở Mỹ là thế nào? Dạ. Mau vào lấy con thỏ ra đây. Dạ bẩm. Mau vào lấy con thỏ ra đây. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Mày chui vào trong mũi. Nhanh lên. Dạ. Con đang tìm đường vào à? Ô hay. Mày cứ loanh quanh. Có lẽ phải oánh mày thì mày mới vào. Ê, dạ, con vào. À. Mày làm chó. Trời ơi, ái ôi. Này. Dạ. Chui vào trong ấy mày thấy thế nào? Ai? Ao. Sao? Nhiều gai quá ông ơi. Chết cụ mày đi. Mệt quá. Trâm. À quên. Mày là chó. Ừ. Bắt mấy con thỏ cho vào bao. Mang về cho ông. Nhanh. Ừ. Không. Chó. Ừ. Chỉ biết đi săn. Ừ. Không biết vác. Ông là người. Ông tự đi mà vác. Mày. À. Mày là chó. Ông là người. Người thì mình phải vác về thôi. Bình thường. Được. Một con thỏ này. Hai con thỏ này. Ba con thỏ này. Bữa tối rồi. À mà con mày. Nhanh lên. Gầu cái gì? Trâm ơi, mày vác của ông với. Từ bé đến giờ chưa bao giờ ông phải vác nặng như thế này. Mệt quá. Chó ấy là không biết vác. Chó chỉ biết đi săn thôi. Ông mà cằn nhằn là chó cắn. Về nhà rồi, không phải sủa. Mày cười cái gì? Cười cứ như là chó luộc. Được rồi. Mau làm thịt cái đám thỏ này để tao uống rượu. Chó không biết làm thịt thỏ. Chó chỉ biết đi săn và đi ngủ thôi. Mày. Ông quên mất. Mày làm chó thì mày làm sao mà biết làm thịt thỏ. Ông không cần. Con mua đâu? Dạ. Ra thế bảo. Vâng. Ta không khiến cái mặt chó của mày. Thầy bảo gì con ạ? Mang mấy con thỏ xuống bếp.
Dạ. Làm thịt cho thầy uống rượu. Vâng ạ. Ôi giời. Mày thắng của ông mà tao. Xem chó nào to chó nào. Hôm nay đưa thầy đi săn làm chó. Ghê gớm thầy lắm cơ. Dạ thưa thầy, cơm xong rồi. Con mời thầy lên xơi cơm ạ. Xong rồi hả? Được. Thế chứ, con gái thầy khéo tay lắm. Thơm không thầy? Thơm quá con ạ. Thế ạ? Phải có tí cay cay. Vâng ạ. Trâm đâu? Thằng Trâm đâu? Dạ, dạ, dạ ông cho gọi con ạ. Mua cho ông nậm rượu rồi về ăn cơm. Ông làm sao đấy? À, đã là chó thì sao mà mua được rượu? Này. Ông quên. Mày làm chó thì làm sao mày mua được rượu? Người mua. Mua. Dạ. Đi mua rượu cho thầy. Vâng thưa thầy. Được chưa? Mua. Này. Dạ. Bây giờ ở đây trông mâm cơm, ông đi tắm nhá. Dạ. Đồ chó. Sủa như chó. Dạ. Rồi mời thầy ra xơi cơm ạ. Thầy ra bây giờ đây. Nhanh ý. Cứ để đấy thầy con. Dạ vâng ạ. Ngon đấy. Thế nhỉ? Trâm! Dạ? Mày trông nhà thế nào mà để đứa nào nó vào nó ăn hết thịt còn toàn xương thế này hả? Chó ăn đấy. Ông không biết câu chó treo mèo đậy à? Mày! Ôi, tỏ ngon quá. Trâm! Trâm ơi! Trâm! Dạ! Lên ông bảo! Uầy! Ông gọi con làm gì mà sớm thế ạ? Suốt đêm qua, ông không ngủ được, chỉ mong chờ sáng. Dạ. Hai ông con mình đi săn. Dạ. Lại đi săn ạ? Săn chứ, săn chứ. Nhưng mà hôm nay ông sẽ làm chó thay mày. Úi trời. Hôm trước thấy mày làm chó, ông thương mày lắm. Ừ. Thế nhưng mà đây.
Ấy, ấy. Sao? Ông ơi, này, đau. Chó ấy, thì không thể đi giày được. Mày, hôm nọ, mày đi bằng gì? Dạ, con đi đất ạ. À. Ông tháo giày dép. Đi, đi, chó, đi. Đi, chó, nhanh lên. Nhanh lên. Chó, đi. Ông đau chân quá, cho nghỉ đã trăm ơi. Này, chó đi săn chứ không phải chó cảnh. Đau chân hả? Đau chân này. Đau chân này. Đau chân này. Đi không? Đúng vậy, đi không? Nhìn này. Đứng lại. Chó. Cái gì? Chui vào bụi cây kia. Bắt con mồi cho ta. Mày đi mà chui. Cãi chủ đây. Cãi. Anh này thì cãi. Này, sao không chui vào bụi đi hả? Tao còn đang tìm được vào. À, con chó này vừa ngu lâu vừa rốt dai, chắc phải bắn cho nó phát vào mông nó mới chịu nghe. Này, chó vào, không phải bắn chui. Điên quá. Ông ơi. Hả? Ông ơi, thằng điên. Mày gọi ai đấy? Chó ơi. Đúng rồi. Chó chui vào bụi, chó thấy thế nào? Chó thấy bình thường. Ôi, mệt quá. Chết cụ mày chứ. Dám lừa cả ông à. Đúng là người ngu. Chó đâu? Chó dậy. À, mày cái này. Mang đồ về cho ông, nhanh lên. Ông là chó, ông chỉ biết đi săn thôi. Mày như nào nhỉ? À, mày là người thì mẹ đi mà vá. Đúng rồi. Ông ấy thì là chó, còn con ấy thì là người. Phải rồi. Mà con là người thì con phải vác thôi. Chó nhỉ. Trăm năm trong cõi người ta làm chó thì sướng, hay làm người sướng hơn. Nói chung là làm chó thì vẫn sướng hơn, làm người khổ lắm, nấu cơm suốt ngày. Con chó này hay ăn vụng lắm, ông phải trói mày lại. Con chó này ngoan mà, chưa bao giờ biết ăn vụng cả. Cứ trói mày lại cho chắc. Ê, ông xin trăm ơi, ông đau chân. Chó mà lại xin chủ à? Chó mà lại xin chủ. Ông xin ông đau chân. Ông đau chân. Được cái tay đây. Ai rồi, ông đau chân. Ông xin mày trăm ơi. Chào ai? Ông đau chân. Ai này? Ông xin mày. Ai? Ai? Trâm ơi, ông xin mày. Trâm ơi. Trâm ơi.
Ông xin mày Trâm ơi, ông đau chân quá, ông đau tay quá Trâm ơi. Ôi sao nó lại chói tôi thế này? Ôi trời ơi, làm nó rồi, sao nó lại chói tôi thế này? Sao rồi? Trời ơi, con mùa đâu? Dạ, con đây. Ôi trời ơi, thầy làm sao thế này? Lại còn sao nữa à? Mau cởi trói cho thầy. Không được. Thầy hôm quá cho thầy à, ăn đi. Thầy đói quá mùa ơi. Không được thầy. Ơ cái con này, mày mày làm cái trò gì thế à? Thầy đừng có cáu, cáu mất con gái đấy. Con này là này. Ai à? Trâm ơi, ông đói quá Trâm ơi. Rượu thơm quá. Chó ơi. Cho ngăn đi Trâm ơi. Cho ngăn với. Muốn ăn hả? Ừ. Ăn đi. Chó này. Gặp đi. Chó, gặm đi chó. Ông ơi, con làm ông như thế, ông có giận con không? Bình thường. Ông giận mày làm gì? Giận mày, ông ở với ai? Anh Nô. À, giá cắt Nô tiên sinh. Đừng đa lễ, mời. Sao rồi? Đội ơn bác đã nhường chỗ cho em. Ừ. Hôm qua phụ ông về làm chó, nhưng mà lão chả giận gì sất ạ. Thế sao chung chú hớn hở thế? Dạ, vì em biết Gia Cát Nô sẽ giúp em. Dạ, bây giờ bác phải nghĩ cho em một cái mưu để em lấy được vợ. Em mà lấy được vợ, em sẽ hậu tạ bác. Này, thế lấy được vợ rồi, cái đêm tân hôn chú có nhờ anh giúp không? Bác đùa thôi, tôi cũng cay phú ông lắm. Dạ, cho nên vẫn đang nghĩ cách giúp chú đây này. Bác nghĩ cách gì ạ? Được không? Bác quả là Gia Cát Nô sống. Bác Nô, bác có làm sao không? Bác quả là mưu cao ạ. Chuyện Gia Cát Nô mà lì. Dạ. Trâm. Dạ. Lên ông Bảo đây. Dạ vâng ạ. Trâm. Dạ. Dạ. Ông gọi con ạ. Sao ông gọi mày từ nãy mà mày cứ thừa đâu thế hả con? Dạ bẩm ông, con đang buộc lại cái chuồng trâu ạ. Chuồng trâu thì làm sao mà phải buộc lại? Dạ bẩm ông, con nghe nói ở làng trên ấy mất trộm trâu nhiều lắm á. Sao? Mất trộm trâu á? Dạ. Thế thì không được rồi. Mày ra đi ông Bảo. Dạ. Đây. Kể từ hôm nay, ông giao con trâu này cho mày. Dạ. Nếu mà mất nó, ông trừ tiền công của mày. Nhá. Ông giao con trâu cho con. Chả sợ gì sắt.
Không phải lo. Này. Mày làm cái gì thế hả con? Con đặt cái chõng trước cửa chuồng trâu. À. Thằng trộm nào mà muốn lấy trâu thì phải bước qua xác con. Tốt. Cẩn thận thế là tốt. Ở đây nhá. Em nướng từ chiều, ủ trong chăn, còn nóng lắm. Anh ăn đi. Thế em không sợ thầy biết à? Biết làm sao được. Chửa chập tối, thầy đã uống rượu say rồi, ngủ. Bây giờ sấm có đánh ngang tai cũng không biết được đâu. Mùa ơi, bây giờ anh chưa biết làm cách nào để thầy gả em cho anh. Thế anh định bỏ cuộc à? Em biết đấy. Anh đã làm mọi cách rồi. Mà thầy em cũng lạ thật ý. Như thế mà chả cáu, chả giận gì cả. Anh định để cho thầy em gả em cho người khác chứ gì? Không, anh muốn lấy Mùa làm vợ. Em ú thèm. Kìa, Mùa. Mà anh cũng đang tìm cách đây. Thôi, anh cố lên. Anh là người thông minh mà. Ừ thì tắc kè. Tắc kè. Anh Đô. Tắc kè. Anh Đô. Hả? Tắc kè. Con tắc kè này to quá. Dạ tắc kè đi con. Làm gì mà ông cứ cuống cả lên đấy. Châu đây. Đâu? Chị đấy. Ừ. Chết rồi. Châu đâu thôi. Chết rồi. Châu đâu? Châu đâu? Ông ơi, rõ ràng hôm qua con còn nói chuyện với nó ở đây ạ. Cái gì? Mày nói chuyện với Châu á? Vâng ạ. Thế mày nói chuyện gì mà nó tự ái nó bỏ nhà đi rồi hả? À, dạ. Con hỏi nó là thế làm sao mà mày cứ phải ợ lên nhai lại. Thế nó bảo sao? Nó bảo là vì nó sống với phú ông cho nên nó học được cái đức tằn tiện. Chuyện bí quyết làm giàu của tao là tằn tiện mà. Ông hợp với Châu thế sao nó lại bỏ đi ông nhỉ? Mất trộm rồi. Trong nhà như mày chỉ còn nóc thôi. Ông ơi, tao đây. Ông ơi, trộm nó dắt Châu chui qua gầm chõng rồi. Mày bị dở hơi à? Con Châu chứ không phải con chó con mèo đâu mà mày bảo chui qua được gầm chõng hả? Ông ơi, tao đây. Thế nó dắt Châu đi qua lối nào ông nhỉ? Lúc sáng con vẫn thấy cái chõng ở chỗ cũ mà. Giời ạ, à, ngu quá. Ngu hơn cả chó. Mày không biết có hai thằng nhá. Hai thằng ạ? Một thằng treo vào mở cổng. Úi giời. Sau đó hai thằng rón rén nhẹ nhàng đi vào bên trong của mày. Mỗi thằng một đầu khênh trống của mày đặt ra chỗ khác. Rồi một thằng nó lẻn vào trong chuồng trâu, dắt trâu của ông ra buộc quay ngó cẩn thận đấy.
rồi nó lại giòn, xén, nhẹ, nhàng đi vào bên trong của mày. Mỗi thằng một đầu, khênh chóng của mày trở về chỗ cũ. Hiểu chưa? Sao không biết? Ôi trời ơi! Làng nước ơi! Phú ông thông đồng lấy trộm châu rồi! Làng nước ơi! Thôi! Mày có thấy ai thông đồng với người ngoài bắt trộm châu nhà mình không? Hả? Ông ơi! Mất châu rồi! Đúng là mất châu thật rồi! Mày! Ông! Mẹ cha mày! Ông ơi, mất châu rồi. Ông có giận con không ạ? Giận mày thì ông ở với ai? Mất châu rồi, mất châu rồi. Ông không giận, ông không giận. Bác Nô, Giặc Cano tiên sinh, chả ăn thua gì sắt. Ơ kìa, chẳng nhẽ người tài cao như bác mà không nghĩ ra mưu gì ư? Bác Nô, úi giời, bác đang nghĩ gì đấy? Ta đang nghĩ tại sao ông trời đã sinh ra cha Cát Nô này, lại còn sinh ra chú Phú ông để làm cái gì chứ? Kìa bác, trời ơi, bác thổ huyết đi ư? Không, nhai miếng dầu để nghĩ mưu. Giời ơi, lắm là mất châu của mình. Thằng Trâm đâu? Dạ. Lên ông bảo đây. Dạ. Dạ. Ông gọi con ạ. Nghe ông dặn đây. Dạ. Ngày mai chuẩn bị đồ đạc theo sang làng bên nhé. Bẩm ông, để làm gì ạ? Mày cứ đi rồi mày sẽ biết. Bẩm ông, vâng ạ. Quỳnh thường nở về đêm bỗng dưng lại thích chơi đêm hoa quỳnh. Ông ơi, thôi đừng quỳnh nữa, mệt quá cho con nghỉ tí ạ. Tao thích hoa quỳnh, gánh đi. Dạ. Mày đúng là khỏe. Dạ. Khỏe hơn cả con trâu ông vừa bị mất. Gánh đi, chịu khó mà gánh. Dạ. Đợt này về lãi to, dứt khoát ông sẽ thưởng to cho mày. Ông ơi, con gánh bưởi cho ông. Thế ông định thưởng con cái gì ạ? Yên tâm đi, lần này về dứt khoát ông sẽ thưởng. Hai quả bưởi của con mận giới. Ôi. Nhanh lên. Vâng ạ. À. Nặng quá ông ạ. Mỗi lần đi qua đến khổ. Quần áo áo cái này cái gì. Ôi trời ơi, đến bao giờ mình không thoát khỏi cái cảnh này đi. Nên là nhục. Con chuồn. Ông sang trước. Dạ. Mày sang sau. Dạ. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Ôi trời. Ôi, ông cẩn thận ông ơi. Không phải cười, nhanh lên. Rồi ạ. Trời ơi. Sang đây. Dạ vâng. Ôi. Mày làm gì cứ lò dò như cỏ bắt dép thế à? Từ đã ông. Rồi ôi. Đồ ăn hại. Có mấy cái quả bưởi thôi mà đi không sang đến người đến bao giờ đấy. Nặng lắm ạ. Ôi ông ơi. Nặng, nặng quá ông ơi. Rồi ôi. Nhanh lên. Vâng. Mày lần đó, lần đó. Mày làm cái gì mà lâu thế? Ông ơi. Ông ơi. Cái gì? Bưởi trôi rồi. Ông ơi. Nặng quá. Nặng quá ông ơi. Ông ơi. Cái gì? Vô tình bưởi trôi rồi.
Ông ạ. Ông cái gì? Có mỗi cái việc còn con thế mà không làm được, trôi hết bưởi của ông rồi còn gì. Bẩm ông, còn ạ. Đâu? Đây ạ. Này. Dạ. Cái rãnh bé bằng găng tay. Dạ. Thế mà mày không qua nổi. Dạ bẩm ông, thế làm thế nào để sang ạ? Quá dễ. Lần sau mày chỉ việc đứng bên kia, cầm ném sang bên này, thế là xong. Đứng ở bờ bên kia, cầm ném sang bên này. Ừ. Ông quả là người sáng dạ. Chuyện bí chó nấu ngon nhỉ. Dạ. Con chó ông ăn hôm nay là ngon lắm à. Ông nói cho mày biết. Dạ. Ở trên đời này không có gì là ông không từng ăn qua cả. Chim trời, cá biển, thậm chí là ba nhồi thịt hiêu ông cũng từng ăn qua hết. Dạ. Duy chỉ có một cái món. Dạ. Đó là gan rời là ông chưa ăn thử. Dạ. Nhờ ơn mơ móc của ông, con theo hầu ông, cái gì con cũng đã thử qua. Duy chỉ có làm bố ông là con chưa thử. Mày. Dạ thưa thầy. Bẩm thầy. Gì thế con? Trứng làng ta đang đắt. Ừ. Thầy mua về bán chắc là lãi lắm đấy ạ. Vậy à? Mua ngay. Vâng ạ. Mua luôn con ạ. Châm. Dạ dạ bẩm ông. Châm tiểu ạ? Không phải châm. Dạ. Ngày mai ông với mày sang làng bên mua trứng về bán nhé. Dạ bẩm ông. Vâng ạ. Ông ơi, gánh trứng nhẹ hơn gánh bưởi không ạ? Đặt xuống đấy. Nào, sang xong. Ôi thưa chết. Dạ, mời ông ạ. Sao mà không đi đi? Úi, còn đâu dám. Dạ, rước ông ạ. Có thế chứ. Dạ. Sang ngày đấy nhá. Dạ vâng ạ. Trâm ơi. Dạ. Sang đi. Vâng, con sang ngay. Phú ông này. Ô, sang này. Phú ông này. Ai à, ai à, ai à. Này sang này. Phú ông này. Trâm ơi, ném tao ở kia. Này. Né, né. Né này. Thằng này. Mày ném phú ông này. Phú ông này. Phú ông này. Phú ông này. Ai dồi ôi. Áo ông bẩn hết rồi kìa. Mày ném như thế này không bẩn mới là chuyện lạ. Mà mày ném như thế vỡ hết trứng của ông rồi, còn buôn với bán gì hả? Dạ bẩm ông, tại ông bảo nếu không mang sang được thì đứng ở bờ bên này cầm ném sang bờ bên kia mà. Ông bảo mày thế á? Vâng ạ. À đúng rồi, ông bảo nếu không sang được mày cứ cầm từ bên này ném sang bên kia. Đúng thế đấy. Bẩm ông, dạ để con cởi áo cho ông ạ. Rồi. Ôi sao lại bẩn thế này chứ này. Tành quá ông ơi. Bẩn hết áo của ông rồi đấy. Dạ. Dạ bẩm ông, để con đi giặt ạ. Ấy, không được giặt. Dạ. Mày phải cầm nguyên như thế này về nhà cho ông, nhớ chứ? Dạ vâng ạ. Ấy ông, con làm ông như thế ông có giận con không ạ? Giận là giận thế nào? Giận mày. Ông ở với ai? Ông ơi. Ôi. Ông thế sao ông không cho con giặt cái áo này đi cho nó đỡ bẩn ạ? Trăm này. Dạ. Từ bây giờ trở đi nhé. Dạ. Ông mà không hỏi là mày cấm có được nói lung tung đâu đấy. Dạ. Còn bây giờ đưa cho ông cái áo. Ê, dạ bẩm. Ông cầm về trước. Dạ. Mày ra chợ mua cho ông ít hành, mà nhớ là phải hành hoa đấy nhá. Dạ. Ông về trước đây. Trâm đâu? Lên ông gọi đây con. Trâm ơi.
Dạ bẩm ông. Con đây ạ. Dạ. Ông gọi con có việc gì ạ? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Dạ bẩm, hôm nay ông gọi con có việc gì ạ? Cứ ngồi đi đã. Dạ. Hôm nay ông cho phép con ngồi đây ăn cơm với ông. Hả? Ông cho phép con ngồi đây ăn cơm với ông ạ? Ừ. Dạ vâng. Ông để con. Ăn đi con. Dạ. Con xin ông ạ. Dạ chú ông. Hôm nay ông bảo con đi mua hành hoa về. Để là món gì đấy ạ? Ông bảo con mua hành hoa về là để ông nấu cho mày bát canh trứng. Ăn đi con. Ôi giời ơi. Nhìn mày ăn cứ như trâu như bò. Ông thấy mà phát hè. Ăn mạnh vào con. Ngon quá ông ạ. Từ bé đến giờ con chưa được ăn bữa nào ngon như bữa này ạ. Này, cái bát canh trứng này là ông gột từ cái áo mà mày ném trứng vào từ lúc sáng ý. Ông nấu lên cho mày ăn. Tính ông tằn tiện quen rồi. Này thì quen rồi. Tại sao ông không gột vào vại nước để con ăn cả tháng? Có hơn không? Ừ. Thế mà ông không nghĩ ra. Ông mà gột xuống ao chắc mày ăn quanh năm nhỉ. Anh Nô. Chả ăn thua gì sợ. Ô hay. Thế là thế nào? Chả ăn thua gì sợ. Này, tôi là tôi đã dở hết các chiêu trò ra rồi đấy nhá. Bác thử cố nghĩ xem còn cái chiêu độc gia truyền nào không chứ. Em nhụt chí lắm rồi. Ôi nhỉ. Bác nghĩ đi. Có cách rồi, có cách rồi. Có cách rồi ạ? Ừ. Cách gì ạ? Dê. Dạ. Dê. Giời ơi. Giờ này mà bác còn đùa được nữa. Dê mới chả bò. Đùa cái gì? Chú nghe đây này. Được không? Dính làm sao được. Chú ngu bỏ mẹ chứ. Đây này. Thấy chưa? Có mà rứt không ra chứ nhỉ. Anh đúng là già cắt nó tiên sinh. Chuyện. Này, khi nào có ám, ký hiệu của anh thì kêu to lên nhá. Em biết rồi. Thank you.
Ủa? Chuẩn bị nhé. Nhất, nhị, tam. Này. Ôi, trộm thầy ơi! Có trộm thầy ơi! Trộm đâu? Trộm đâu? À, trộm đâu? Thằng nào mà lại dám vào nhà ông ăn trộm thế này? Ông sẽ cho mày biết thế nào là ai? Trời ơi, ông ngã bi thuật lên cổ rồi. Trâm ơi. Dạ. Mày làm gì mà lâu thế? Dạ, bẩm ông làm sao đấy ạ? À? Hả? Ôi trời ơi, mày lại còn cười nữa à? Ông ơi, con đùa ông có một tí mà ông hô hoán ở Mỹ làm con tỉnh cả ngủ á. Hóa ra là chỗ của mày à? Ông đau đầu ạ. Ông, con đùa ông như thế, ông có giận con không ạ? Chờ tí. Ôi dồi. Sao hả ông? Vui quá. Giận mày, ông ở với ai? Ông ạ. Trăm này à? Dạ. Dạ, đêm qua ông ngủ ngon không ạ? Ngon. Thế mắt ông làm sao đấy ạ? Ông vẫn ngủ. Dạ, còn muốn thưa với ông chuyện này ạ. Sao? Lại định dở cho gì nữa đây? Dạ, bẩm ông, tính ra con ở với ông đến nay đã tròn năm ạ. Con muốn... Ta biết, anh không cần phải nhắc. Dạ. Ta biết anh rất ngoan ngoãn, hiền lành. Nhưng mà, đợi tí nhé. Cứ đợi ở đây, cứ đợi ở đây. Đây rồi. Này, mày ra kia ông bảo, nhá. Chết với ông rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ thế này nhá. Mày cầm cái chăn này, làm thế nào? Đắp cho kín người ông, rồi ông sẽ nói chuyện tiếp. Dạ bẩm. Còn nếu không thì nhá, mày cứ ở đây làm thêm 3 năm nữa, rồi ông sẽ tính nhá. Chăn này đắp kín người này, đắp đi. Thế để con đắp à? Hở đầu. À, để con đắp đầu à? Hở phần chân. Làm thế nào bây giờ? Trời ơi. Hở chân à? Chân. Để con đắp đây ạ. À. Hở cả đầu lẫn chân. Trời ơi. Này, dạ. Ông bảo dạ. Cứ ở đây với ông thêm 3 năm nữa cho nó vui. 3 năm có đáng là bao, ở thêm chút nữa. Này, dạ. Thế nào? Dạ, bẩm ông, cho con thêm lần nữa. Thoải con gà mái. Dạ bẩm ông. Dạ. Nó như thế này à. Hở chân con ông.
chân này. Hở chân này. Hở chân này. Cái chân này. À, thừa chỗ nào hả? Ê, đau, ông quan ơi. Này thì hỏi ai? Dạ bẩm ông, vừa vặn lắm rồi à. Kín cả đầu lẫn chân ạ. Ôi ơi, anh ơi, đau quá chăm ơi. Ôi. Này, dạ, thế mày không muốn ở với ông nữa à? Anh chết, con đâu có ý đó à? Thế sao vừa nãy mày bảo là ai? Ôi, đau quá. Dạ bẩm ông, dạ, con vụt vào chân ông như thế. Dạ, ông có dắt con à! Dạ bẩm, bẩm ông, dạ. Ta thèm mà giận cái bản mặt mày. Dạ. Thế có việc gì? Dạ bẩm ông, ý con muốn nói là con ở nhà ông đã được một năm mà chả được đi chơi huyện. Tết Nhật đến nơi rồi, con muốn xin phép ông cho con lên huyện chơi và xin ông ít tiền để đi đường uống nước. Lên huyện. Ai dạ. Ai ấy rồi ôi. Lên huyện chơi lại còn xin tiền uống nước. Này. Trên đường lên huyện thiếu gì áo hồ sông ngòi. Sao mày không nhảy xuống đấy mà uống nước đi? Vào quán làm gì cho tốn tiền ra? Hả? Dạ bẩm ông, như thế thì dạ đau bụng chết ạ. Đau bụng chết à? Dạ. Ông cho mày mượn cái áo khố nhá. Bẩm ông, để làm gì ạ? Mày mặc vào. Dạ. Nó thấm mồ hôi. Dạ. Khi nào khát vặt ra mà uống. Thôi, ông cho con mượn cái chày giã cua đi. Sao mày lại mượn cái chày giã cua? Mày hơi tí để chớp mắt, nói đi. Để con vắt cổ chày sẽ có nước để uống à? À, cái thằng này mày, đồ kéo kéo. Thằng cha, ông gọi con có việc gì ạ? Không có gì. Dạ, chào quan lớn. Tránh ra. Dạ, chào quan lớn. Dạ, bảo tránh ra, chào quan láo quá. Này, chăm giỏi quá. Sao, lão ấy thua rồi chứ gì? Độc chiếu mà lị. Này, này, đã có Gia Cát Nô này phò cho rồi mà. Chỉ có thắng, không bao giờ biết thua nhá. Chả ai thắng mà cũng chả ai thua. Ô hay, thế là thế nào? Này, khổ quá. Đây, ôi. Không, các bà ơi, hôm nay tôi nghe nói là có quan lớn về làng, thì tôi biết là làng mình có rồi, có rồi, có rồi. Ui, bà có mưu cao rồi à? Hả? Đẹp chưa? Ui, bắt ai rồi? Ui rồi. Mày hỏi bao nhiêu, bao nhiêu cái trâu ra. Trời gì? Chú ngủ quá. Ra đi. Dạ. Được không? Bác đúng là Gia Cát Nô tiên sinh. Chuyện. Đi. Đây rồi. Hú. Hú.
Gia Cát Nô ơi, có rồi. Ông chờ mày mãi. Đi, đi. Mày đi chăn trâu, sao mày lại ôm cái nón là cớ làm sao? Dạ, bẩm ông, không phải hà cớ mà con tự nhiên ôm cái nón giữ đường đâu ạ. Dạ, trong này là quốc bảo đấy ạ. Mày đừng có nói lung tung, ông không bị lừa nữa đâu nhá. Mày, mày chỉ được cái này, 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 thế quốc bảo là cái gì thế? Còn lâu con mới nói cho ông biết, con vừa úp được con chim phượng hoàng lửa. Úi, phượng hoàng lửa. Úi giời ơi, đấy là loài chim quý lắm đấy. Dạ vâng ạ. Từ bé đến giờ ông mới chỉ nghe thấy tiếng nó chứ chưa bao giờ nhìn thấy nó đâu nhá. Vâng, bẩm ông, con đang tìm cách bắt nó ra. À, có ông ở đây rồi. Ừ, để con bắt luôn nhá. Khoan, mày mở ra bây giờ nhờ nó bay mất thì sao? Nghĩ cái khác đi. Ừ, ừ. À, ông ơi, hả? Bây giờ ông giữ cái nón hộ con, con về nhà lấy cái lưới bắt cho nó chắc. Ừ, được ấy. Dạ, mày làm nhanh lên. Dạ, để ông giữ cho. Vâng, được chưa? Ông giữ cẩn thận. Ôi giời ơi, mày yên tâm, giữ chim là nghề của ông rồi. Nhanh lên. Ôi giời ơi, ôi trời ơi, con chim này to lắm. Quả này mình giàu to rồi. Anh Nô. Sao? Gia Cát Nô tiên sinh đâu vào đấy rồi, úp rồi. Hay lắm, ngồi xuống đây. Dạ vâng ạ. Khá lắm. Chuyện có Gia Cát Nô phò mà lị. Được, rồi sẽ có ngày lão ta phải ngửa mặt lên trời mà than rằng: ui giời, tại sao trời đất lại còn sinh ra nô đây cơ chứ. Cẩn thận. Dạ. Không tớ lại dập xương cụt như mấy lần trước. Dạ, Gia Cát Nô yên tâm. Ui giời, ui. Dạ, em lại quên à. Đã bảo là không cần đa lễ đứng dậy cơ mà. Dạ. Ui, cứ nằm cho nó im. Ui trời ơi, giàu to rồi, giàu to rồi, giàu to rồi. Này. Dạ. Tên kia. Dạ bẩm quan lớn. Hà cứ làm sao mà lại ngồi giữa đường ôm nón thế kia. Dạ. Bẩm quan lớn, con mới úp được con chim phượng hoàng lửa. Hả? Dạ, con đang chờ thằng đầy tớ mang lưới ra để bắt ra đấy ạ. Cứ nằm im nhớ con ơi, nằm nó dễ mạnh quá. À, hóa ra là phụ ông. Dạ. Ừ, ngươi nói sao? Dạ. Phượng hoàng lửa. Vâng. Ta nghe rất nhiều về loài chim đó, nhưng không biết mặt ngang mũi dọc nó thế con nào. Thế? Mày đâu? Dạ. Mày bắt ngay con chim phượng hoàng lửa về cho tao. Ôi, chết tôi rồi. Dạ bẩm quan, sao lại thế? Chim của con mà. Cả cái huyện này, tất cả mọi thứ là của ta. Ngươi có muốn nát mông lệch pháo câu không? Muốn ăn không? Dạ bẩm quan, con không dám. Vậy thì chẳng nhà dám chống lệnh quan hả? Không. Bà đâu? Dạ. Vâng. Ơi, dạ bà dạ. Quan con không nhớ. Dạ. Ê, khoan. Sao khoan ạ? Đây là giống chim phượng hoàng lửa rất quý. Dạ. Phải để tự tay quan bắt. Vâng. Dạ vâng. Dạ, quan, dạ, quan, dạ, mời quan không nó bay mất. Đây. Đưa đây. Bao giờ quan đếm nhất, nhị, tam thì mày mở.
còn đâu là việc của quan. Dạ. Nó bay mất. Chuẩn bị nhá. Nhất. Nhì. Tập. Cái gì thế này? Dạ, bẩm quan. Cứ châu à. Thôi, quan đâu rồi? Thằng Vũ ông, mày dám lừa quan bốc phải cứt châu à? Dám lừa quan à? Bẩm quan, quan cho con quả. Đây còn quan. Mày đâu? Dạ. Nọc cổ thằng Vũ ông đánh đủ châm cho tao. Dạ. Con quả. Mày đứng lên. Mày. Mày đâu này? Mày đi đâu? Mày chạm bẩm quan. Cái gì? Mày đi đâu này? Quan cho con quả. Bà con ơi, ra xem con huyện đánh phuông chết đi tay kìa, đánh lên, cà chua thế nào? Đến lúc rồi, đi thôi. Dạ. Lúc gì ạ? Ừ, hay. Đến lúc chú có vợ chứ còn gì nữa. Dạ. Theo tôi. Mày, bàn tay của quan là để ký ra vàng ra bạc, vậy mà mày dám lừa quan. Mày để ông bốc vào. Ôi trời ơi là trời. Dạ, bẩm quan lớn à. Cái này. Dạ, bẩm quan lớn. Dạ, con có cách để làm nguôi cơn giận của con lớn. Cách gì? Dạ, nói. Bẩm quan, quan đánh thế này thì ăn thua gì ạ? À, dạ. Ôi trời ơi, đau quá. Dạ. Đây ạ. Lính. Dạ. Lính đâu? Dạ. Mày cầm cái gói muối này, sát mạnh vào mông cái thằng nó dám lừa ông. Vâng ạ. Sát à? Vâng. Sát. Sát đây. Nó bầm quán vào chiếc quán. Sát đây. Chết chưa? Sát đây. Chết chưa? Dám lừa quán. Sát đây. Cái thằng nó kia. Ông thù hẳn gì với mày mà mày nối giáo cho sạc hại không? Trời ơi, sát quá. Đấy là tao chưa thèm tính cái tội. Mày kén rể cho con mà không thèm báo cho quan biết. Không thèm báo cho quan. Dạ. Trời ơi, đau quá đây. Phú ông à. Chăm. Đấy, nhìn chưa. Phú ông ơi. Dạ bẩm phú ông. Phú ông ơi! Dạ bẩm phú ông, con chim vào hoàng lửa đâu rồi ạ? Phượng hoàng lửa đâu? Cười cái mà cha mày! Mày lừa ông để cho lão quan huyện đánh vào mông ông? Lại còn sát muối không? Trời ơi. Dạ bẩm phú ông, dạ con làm phú ông như thế, phú ông có giận... Giận cái mả cha nhà mày. Trời ơi, mày cút ngay khỏi nhà ông. Xéo ngay khỏi nhà ông. Mày không những làm cho ông giận mà ông còn cáu mày rồi. Trời ơi. Thấy cáu rồi. Thưa bà con, cách đây đúng một năm, phú ông có nói rằng nếu ai làm cho phú ông giận thì phú ông sẽ gả con gái cho. Nay phú ông không chỉ giận mà còn cáu rồi nhá. Phải không hả anh Nô? Đúng rồi. Có tôi làm chứng đây. Phú ông được nuốt lời đâu nhá. Có phải không bà con? Thế là em có vợ rồi. Mùa ơi, em là của anh rồi. Mùa ơi. Mùa ơi. Ôi giời. Thôi đúng con mùa rồi. Sao nó lại tốn lên thế kia? Thằng Trâm, giận mày, ông vẫn ở với mày. Ai rồi ơi?
nhìn tôi thì quý vị có thể cảm thấy rằng rất giống trưởng bộ, rất giống phim kiếm hiệp, rất giống tài tử điện ảnh Hồng Kông. Nhưng mà thực ra tôi phải giới thiệu lại, tôi là Tự Long. Ghé sát nơi đây, dưới gốc đà ta cùng cuộn sông đời. Xuân ơi, xuân đến chưa xuân. Tôi đang quay một cái phim mà tôi rất là thích. Đây là một bộ phim mà có thể nói là không hề biết giận, tức là không thể giận khi mà xem phim này. Chân vẫn ông trời. Trước mặt bao nhiêu nhân dân đến xem ấy thì mình rất là ngại và cũng có một cái gì đấy rất là chột dạ, không biết là mình đóng thế nào, nhưng mà thôi cứ liều đóng xem như thế nào. Tôi rất tin tưởng cái phim này sẽ có một luồng sức gọi là một cái sức sáng tạo mới trong cái hài tiết năm nay. Trong cái không hề biết giận này là tôi xây dựng một cái phim hài dài, nghĩa là một cái đĩa hài dài, và trong đó sử dụng nhiều tình huống hài, tình huống gây cười, và các nhân vật đều có một cái tính cách riêng và tạo những cái tình huống hài riêng biệt cho mỗi cái nhân vật của mình. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một món quà rất bổ ích, một món quà rất là đẹp, một món quà rất là có ý nghĩa của các nghệ sĩ và đặc biệt là ekip làm phim dành cho quý vị khán giả, những người yêu thích nghệ thuật này. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin chúc tất cả mọi người luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, công việc thật trôi chảy, và chúng ta luôn luôn có những tiếng cười trong cuộc sống.